Em xin chào cả nhà. Dạ em xin chào cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Mà cả nhà ơi, thì hôm nay trời cũng mưa sớm quá cho nên hai anh em cũng chuẩn bị đi giăng lưới với lại dở lờ luôn. Nhưng mà mưa quá đi cũng được. Rồi em cũng có đi chợ, em mua được hai khứa cá nè với lại miếng ba gọi. Thì tôm hôm trước em dở của Ngục cũng còn được ít nè, em lấy ra. Hôm nay sẽ kho mắm cho gia đình ăn cơm. Thì ăn kèm có là rau nhút nè, với lại bình định, với lại hai trái khổ qua. Thì nhà em cũng có cà cho nên em không có mua salad. Thì ở đây có hai thứ mắm. Thứ thì mắm trắng với lại một ít mắm cá linh. Thì giờ em mời cả nhà vô bếp cùng hai anh em của em nha. Rồi em đi lật rau. Dạ, để em vô em rửa thịt này với lại bắt được cơm lên nè. Chút xíu có mấy cái cà với xả nữa hàng. Dạ. Cắt luôn ha. Sáng giờ cũng chưa ăn gì, nấu hơi nhiều một xíu ăn cho nó ngon. Nữa bữa nay có mắm nè, này mắm là hao cơm. Dạ. Cho nước vô cho cơm luôn. Nước cơm này rửa mặt cũng trắng tươi nè anh Phương, khỏi chất kem luôn á. Ừ, nó có chất chất gì đó bổ ha, có chất tẩy. Chất tẩy. Dạ. Để hồi mình chừa nước á, mình tưới cây nó hiền không? Dạ, bữa nay trời mưa rồi, khỏi tưới anh ơi. Khỏi tưới hả? Dạ. Bữa nay mưa nhiều quá. Mưa từ sáng giờ muốn úng cây luôn. Thấy nước cơm nè, do nè, thấy mê. Chấm này do không xong, bắt lên. Nhìn nữa, nấu cơm. Trời này mưa cái củi nó ẩm ẩm hay sao, nó không có khô giống như trời nắng. Rau này sớm hiền đi chợ mua cũng tươi tốt đó. Rau mùa mưa tốt ghê. Sớm mình nhà mình có mấy cái cây cà có trái hay. Dạ. Cà nâu mình có trái hồi ra hàng cắt đem vô luôn ăn, làm cho nó ngon. Cắt với cà nấu cà nấu ngon. Dạ. Ra đây cắt về tép xả với sẵn cắt ít cái cà vô cho mắm. Mấy này nó lòi cũ nè, cắt chứ thường thường ăn xả là cắt từ ở trong cắt dài ra nó mới nhảy con. Chứ còn ăn ngoài ăn vô là thất sách. Để hồi qua buổi kia cắt thêm tép hai tép nữa đi. Cắt nhiều quá. Xả mới trồng, xả này vẫn mất cũng trồng. Tới nay mới nhảy. Cái cà. Cái gì chứ bình bung. Đi. Với lại hằng hôm qua em kia với em cắt ở ngoài này nè được hai trái nữa, em còn để chổng nhìn đang trái nữa ba trái được. Cả bụi này nó tốt nè. Cái mình bỏ vô cho nó khô. Rửa cái cà để nó giọt. Mình qua cắt hai trái mới chát. Cái cuốn còn mới đi. Giờ cắt xả nữa, giờ em cũng rửa sạch rồi. Giờ em cầm ra luôn. Mắm mà xả nhiều nó thơm.
Về xã nãy giờ chắc á, bầm cũng được rồi. Giờ cho ra cái mình đi bắt là mắm lên nè. Bình xã cũng xong rồi, sẵn gọt mấy trái cà này luôn. Sẵn đây cái mình cắt cà luôn. Giờ bắt cái bếp lên để mà mình lượt mắm luôn. Giờ nước á, bắt lên nãy giờ cũng sôi, giờ cho mắm vô dạo luôn. Mắm nhiều cũng ngon. Cái này nãy quên cứ chắc nước cơm á, thơm mắm. Nước nó ngon. Sớm giờ em cũng lặt rau xong rồi, giờ em bỏ muối vô cái rửa rau. Cái rau củ nèo nèo để mình ăn móng kho ngon ngon lắm thiệt. Dạ. Cái vậy chứ ngon lắm, có nó là xuất sắc luôn ạ. Em thích ăn cái củ nèo hơn cái tai tượng. Tôi tưởng nó đắng hả? Dạ. Nó hơi đắng đắng à, nhẫn nhẫn. Cái này nó đắng hơn kia nè, nhưng mà ăn này có vị thuốc ngon hơn kia. Mắm nãy giờ em nấu ở gã thì chắc cũng được, bây giờ để mình lượt ra luôn. Gã tô. Mùi mắm thơm quá thiệt. Dạ. Ngồi đây mà nghe chuyện nổi luôn. Ôi thơm quá. Giờ tắt bếp luôn, để mình lượt ra ngoài luôn. Giờ mình cho ra cái tô, lấy cái gầy cái lượt lại. Chốc ngậu ha, có cái mùi mắm là nó thơm mà chịu không nổi anh Sơn. Mùi quyến rũ luôn. Ở miền Tây mình là người nào mà không ăn mắm được là thua, dở lắm. Mà đa số người miền Tây mình là thích mắm không? Dạ. Nghe nói mắm là biết là người miền Tây vậy. Đi đâu cũng nhớ cái không bỏ được cái mùi mắm, không quên. Sớm giờ cơm chắc cũng chín rồi. Mình sơ lên đi. Chế nước chắc hơi nhiều quá. Với lại cái gạo này gạo mới nè. Nó hơi ái chút, để lấy hơi chút xíu rồi. Cơm mới chín em nhắc xuống rồi, bây giờ em bắt cái chảo lên em xào thịt luôn. Bắt cái chảo lên nãy giờ cũng nóng rồi, giờ em cho miếng dầu vô. Dầu em cho vô nãy giờ cũng nóng, giờ em cho xả vô. Chờ lại ngắt thì mình cho vô sau. Vô xào không có được, cho nó vàng cái mình cho thịt vô mình xào nó thơm. Xả nãy giờ cũng vàng, giờ em cho ba gội vô. Rồi nãy giờ em cho vô cũng được, giờ em cho cá vô. Cá em cho vô nãy giờ cũng được, giờ em cho cái mắm này nãy mình dạy mình cho vô. Vô dành cho cái lá xả nãy chưa cho vô, cho thêm miếng nước. Nãy em có nấu miếng nước sôi nè, giờ em cho vô luôn. Nước thì nhiều, hồi có gì mình tính rau rồi ăn cũng ngon. Em cho cá vô rồi nước nãy giờ cũng sôi, giờ em nêm nếm luôn, cho chút hạt nêm với bột ngọt với đường phèn, cho gió luôn. Cái này em nêm đường phèn chứ không nêm đường cát nè. Phèn ăn nó ngon hơn. Phải cho cây cay mới ngon ha anh Sơn. Vâng, nguyên một trái luôn hiện. Ăn nó hết hà rồi ha. Hết hà rồi mới ngon.
giờ nãy giờ con mắm cũng chín rồi, giờ em múc ra dọn cơm ăn luôn. Gà này mới cho vô sao nè, nhưng mà chút mình còn để biết ra hết chứ. Để ăn ra mình ăn cho nó ngon ha. Dạ. Nóng bỏ rau vô cái mình ăn đó. Mưa, trời mưa mình ăn mắm kho này thôi khỏi nói rồi thiệt ơi. Người ăn con. Ừ. Rồi nghe mùi thơm quá trời. Mà cơm với mắm kho sớm giờ hai anh em cũng làm xong cả nhà. Giờ mời cả nhà dùng cơm với hai anh em của em ha. Mời cả nhà dùng cơm, mời anh Sơn dùng cơm. Dạ, mời cả nhà dùng cơm với hai anh em. Hôm nay hai anh em ăn mắm kho. Cái này làm như nó bị nghiêng cái bếp. Hôm nay thì mẹ em không có nhà cả nhà, mẹ em đi hốt thuốc rồi không có nhà. Mình chăm. Ngon quá ha. Anh bỏ khẩu quang vô ha. Dạ, để em vớt bọt đó. Ở món mình ăn nóng nóng như mới ngon ha. Dạ. Anh xin ơi. Rồi, anh cảm ơn. Để tự anh gấp cho hàng. Để đi, có em mình cứ ăn tự nhiên đi. Không biết giờ chứ chan mắm vô trước cái đi tính gì tính. Ăn này mình nhờ cái rau á, nó sống thôi. Này nãy thấy trời chuyển mưa bởi không có đi hái bông súng, chứ bông súng nằm nhà của cậu hai đẳng quá trời luôn. Cái ao đường vô ở nhà mình đó hiền. Dạ. Thấy có con súng nhiều lắm. Dạ. Đó của cậu. Cho vô đi. Rồi, ăn anh xin đi. Rồi, ăn nha. Chàng miếng nha. Đây, gấp cho anh thì anh cũng gấp lại hiện cái ăn con chứ. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ, có qua có lợi mà. Anh em làm tự làm tự ăn luôn. Anh vui. Lấy ra đây đi, nóng nhiều lắm. Ừ. Chút xíu nguội rồi hả, lột. Cũng tính đi giăng lưới để mà kiếm cá về đặng kho mắm. Nhưng mà thôi, mưa quá đi ra chợ kiếm cho nó mẹ. Hôm nay nói chung mà thèm mắm kho dữ lắm mà. Mưa xuống là có mắm kho là ngon. Dạ. Vừa ăn không Sơn? Vừa ăn thì tại anh ăn cái cà hơi nóng. Dạ. Cà mới bỏ vô á. Nóng à. Cà đó ăn đó là phải từ từ cho nó nguội. Nóng lắm. Ăn mà nhúng này nè nó mới ngon, nó còn tươi. Nhúng mà
Có nhúc mà, có con nhúc này là mới bỏ vô nè. Nhiều rau vô. Ăn này có rau mới ngon. Quá ngon. Cà chín rồi Hiền, Hiền vớt dạ. Lên để riêng ngoài hồi nó nguội mình ăn không? Dạ. Lấy cái chén nhà múc nước ra chấm rau cho dễ. Ừ. Cái này chắc nguội lọc luôn. Cứ ngục em dở lên hết luôn nè. Là mình gom về hết nha hả bà? À hay. Dạ. Chù cắn nát hết nha. À. Chắc tối người ta xả nước á, mình đâu có hay. Ừ. Rồi cái nó giật xuống á, người có tép cá chẳng có chuột nó cắn. Giờ mình đem lên phơi. Dạ, đem phơi lên phơi xong rồi mình mướn người ta giá. Giá lại. Chứ em thì em không biết giá hay đâu. Ừ. Em khiếu không à. Mời cả nhà dùng tôm. Không nhận giả hết sức giả. Nó nhúc nè. Ừ. Cho vô. Dạ. Bà gọi nhóc lên sân, ăn đại lên sân đây. Ừ. Ăn thoải mái đi anh ơi, anh em mình không à. Ăn lộng tùng. Trong hậu hay ăn mắm kho cũng phải ăn với ớt nữa ha. Ừ. Với ớt mình chấm nó mới ăn mới ngon, nó là đúng sách luôn á. Đâu dạ em có mời cả nhà dùng cơ tôm với em nha. Tôm này tôm sông của anh Hiền, anh đặt là lú nè. Quá chứ ngon à. Ngon không thể tả rồi chứ. Quá chứ ngon mà gặp cà quá chứ nóng. Nó phải hai anh em tự tự nấu tự khen luôn hả? Không. Không ai khen mình khen. Kệ đi, tự mình đang ủi mình ha. Được. Thấy ăn cái mình và ăn cái đầu.
Thì con nhúc này vô. Đây để anh lấy cái này anh chia hai anh em mình ăn. Nãy giờ để đi chính giữa hoài không ai ăn chứ. Con đại đây này có rồi đâu. Kệ nó hanh, chia đi. Rồi. Ngừng miếng. Tới sao còn. Còn nhũng. Cải rồi chấm mắm ăn luôn chứ. Chung là mắm mà mình chấm rau cải là gì, cái gì cũng ngon. Đã nó mắm nó ngon rồi. Nước nếu mà mình chấm vô là nó thêm cái ngon nữa. Rồi. Hôm nay á là em với anh Sinh á, nói chung là cũng muốn đi ra ngoài đồng ngoài ruộng đồ để quay những cảnh lạ đồ cho cả nhà xem. Nhưng mà con cái mưa quá cả nhà. Hôm nay mưa rồi đi ra ngoài không được. Dắt này mưa tới giờ vẫn còn mưa rồi bởi vậy cho nên cứ ở trong nhà quay quẩn nhà mua đồ ăn hoài thì làm thì không có hay ho để cho mà cả nhà xem được, cứ ở trong nhà quay ăn hoài thấy cả nhà xem nhiều lúc cũng chán. Thì mình cũng xin ông bà của chú xem cũng thông cảm cho hai anh em từ từ. Chứ nhiều khi cũng muốn đi lắm anh xem, đi ra đồng ra ruộng vui vậy chứ vui hơn ở quay ở trong nhà với mình. Nó mình hoạt động á hiền, nó thoải mái. Mình nấu nồi mắm gọn gọn mình ăn nó ngon ha. Dạ. Như đây là hai anh em mình ăn là hết ý à. Sớm giờ hiện cho anh con tôm này anh để nguội. Sớm giờ. Đại mình mạnh nên nay còn nhóc rồi. Nóng quá rồi anh để cho anh nguội xong mình lột mình ăn nó ngon. Nhà bữa nay ăn ngon quá, anh em ăn quá trời luôn. Tính ra ăn rau với ăn mắm nhiều hơn ăn cơm á Hiền. Ngon. Hấp nước cho nóng nóng. Tính ra ba gọi mà cắt mỏng mỏng rồi vô nó tắm ăn ngon lắm. Ngon sôi quá hạ rửa bóc ngon. Tính ra lâu ngày hai anh em làm lại cái lẩu mắm này quá ngon, quá sức tưởng tượng luôn. Thêm cho anh thơm nhóc không? Anh no quá Hiền ơi. Lắm vậy. Ăn là ăn nhiệt tình chứ không có ăn chơi. Lắm vậy em đi đâu vậy? Ăn là ăn bình thường. Rồi tấm anh ăn là ăn vậy đó. Ăn thì cần ăn. Em không mắc cỡ. Thiệt. Nhập làm nhảy vô làm. Làm thì làm, ăn thì ăn. Dạ. Chứ mình không có lên cái giả bộ. Ghi kêu mắc cỡ mắc cỡ. Bây giờ anh ăn nửa chén cũng ăn tiếng ăn, ăn một chén cũng ăn tiếng ăn. Thôi vậy em ăn cho no luôn. Ăn cho no luôn. Mình có việc rồi mình cứ làm ha. Ăn thì ăn. Đúng rồi. Người miền Tây mình vậy đó. Thì thôi một lần nữa em cũng xin cảm ơn cả nhà rất nhiều đã mấy tháng qua đã xem clip để ủng hộ cho mấy anh em của tụi em. Thì em cũng không biết nói giờ thì chỉ biết là cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã thương anh em tụi em để mà xem ủng hộ. Thì thôi một lần nữa em cũng xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ra xem clip để ủng hộ cho mấy anh em của tụi em. Giờ hai anh em cũng ăn cơm xong cả nhà, giờ em xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Bye bye, bye cả nhà.